Cửa hàng Nông Cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 Bảo Lâm Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, số điện thoại 0337 01 9191, 0974 644 973. Hôm nay bên em xin giới thiệu với tất cả mọi người như anh em một cái máy cưa xích Steel 041AV. Máy nó là zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Nói chung là đó, máy này còn bãi nhặt về luôn, dơ giấy như thế này. Rất là mới. Thật ra thì em đã cho nổ, chưa hề xuống nổ cho con. Đó, đổ xăng vô phát nổ luôn. Đẹp 99% nha. Đây anh em. Máy học an là chưa thể động kỹ ha. Đây, dơ giấy bất nhặt luôn ha. Đây, cho anh em coi. Lam này, xích của nó luôn. Máy này là có thắng xích nha anh em, có thắng xích luôn. Đấy, có thắng xích luôn. Xích này là xích rất là lớn nha. Đó, này nó chuyên để mà xẻ gỗ lớn, lớn hơn cái xích đại mình hay gọi là 3.8 rồi một tí. Làm zin Eptin là 60. Quá đẹp nhé, làm thành phục luôn. Đây anh em coi này, đây có cái thắng xích luôn này. Nhờ các em bật lại. Thật ra cũng chia sẻ với anh em luôn là con máy này đây, Buri này, chưa hề tháo nhé, em chưa tháo luôn đấy, bật là sử dụng thôi. Em đổ xăng vô là giật rất là nổ luôn. Đấy, mới kem. Thì con máy này chia sẻ với anh em là nó bị mỗi cái vấn đề là ga lên không quay thôi, bị bố côn thôi. Đấy, thì cái đời này cái bố côn này là xả thời gian nó sẽ không mất, nên là những cái ai mà bắt nào mà hưởng được con máy này thì quá là hơi lớn ha, không bị lỗi gì cả, chỉ mỗi cái là không mất mọi kia. Thì bây giờ em sẽ nổ cái máy cho anh em nghe, đã đổ xăng và phát một là nổ luôn. Em châm xăng và mới kem ha, châm xăng vào luôn thì em giặt cho anh em nghe. Đây, cái máy bóp ra đấy em. Anh em thấy không? Không quay. Không hề quay nhá. Đây là ốc của chỉnh găng tia này. Mình siết găng tia lớn lên. Đó. Lớn lớn quá rồi. Nó chỉ có bụi bị trượt, trượt bộ vố côn trong này thôi. Để cho tháo ra cho anh em xem nha. Chả bên ngoài nó xịt cứng ghê ấy. Đó chả nhá. Em gài nó cái này nó vào đây này, vào lỗ này thì nó mới thắng xích được, không nó bật nằm luôn. Đây này. Đây này, những cái bố côn nó lá nó rất là dày, mới keo luôn ha, giờ thấy mới không? Đấy, nhưng mà cái này nó cơ cấu nó là nó có bộ lò xo đập nhà, thì giờ nó hư cái bộ này nó không có mặt, đâm ra nó như nó bị trượt lại, cái này bị thủng sâu trong nó hở này, trượt nó không có mặt vào cái này, đâm ra là không có xoay được. Đấy, nhìn đất nhật anh em nha, trượt cái này người ta không cưa được, người ta vứt thôi. Ở Việt Nam là những trường hợp này là phải xử lý cho người ta hết bệnh,
hàng này nước ngoài thì như trường hợp này thì nó hút luôn. Hút luôn. Xin cái to nó rất là khó vỡ ha. Ba sáu ma, chân ba sáu ma luôn. Đây, nhìn cái chân cồn. Đó, nhưng mà nó không có mắt nha. Trượt bố, bố không mắt. Đấy, em sẽ thay cho anh em cái bộ khác. Chứ để bộ này nó bị trượt. Đấy, anh em nào thường một con máy này cần chịu thắng vào hời luôn. Tại vì nó qua mới luôn nha, 99% luôn. Đổ sang sắt nổ luôn, tuyệt vời. Rồi, anh em có nhu cầu sở hữu con máy này thì liên hệ trực tiếp với Thắng được cái xích qua đầu số 0337-0191 910974-0973. Bên em có ship hàng CD toàn quốc, những hàng anh em đặt cọc trực tiếp vào Viettel 200.000 hoặc là chuyển khoản trước 500.000 bên em miễn phí ship. Khi quý khách hàng nhận hàng đặt cọc, nhận hàng sẽ được kiểm tra và thắt nổ thử máy. Ok thì thanh toán nốt số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng là xong. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em nào chưa đăng ký kênh vui lòng ấn đăng ký kênh Thắng Nhật Cơ Xích hoặc là Nông Cơ Duy Hải. Nhớ là ấn quả chuông thông báo để khi có một cái video mới nhất để anh em sẽ nhận được nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.